Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuỗi series Laser Picomax thần thánh ở tại DK. Hiện giờ thì tôi đang có mặt ở tại khu kỹ thuật laser ở tại DK, địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và trước màn hình ống kính máy quay của chúng ta ngày hôm nay là một vị khách đang chuẩn bị để trải nghiệm dịch vụ laser mày và mí ở tại DK. Thì chúng ta hãy dành một chút thời gian ra để trò chuyện với chị ấy nhé. Em chào chị ạ. Chào em. Chị ơi, thì chị có thể giới thiệu qua cho mọi người được biết là mình tên là gì và mình đến từ đâu được không ạ? Chị là Tươi, chị ở Thanh Nhàn. Chị đến đây nghe các cháu giới thiệu ở đây làm tốt, thế là chị đến đây làm. Dạ vâng, thì không biết là mày mí thì mình đã làm được bao lâu rồi ạ chị? Mày mí chị làm được khoảng được 5 năm. Dạ vâng, 5 năm rồi và mọi người có thể thấy tình trạng lông mày và mí của chị ấy thì đã bị, thứ nhất là lông mày bị trột xanh và thứ hai là mực ở da mí đã bị loang ra rất là nhiều. Thì chuyên gia có thể phân tích qua cái tình trạng gốc mực cũng như là tình trạng da của chị Tươi được không ạ? Với cái tình trạng của chị Tươi ấy, thì là do chị cũng làm một thời gian khá là dài rồi. Thế thành ra là cái gốc mực của chị ấy nó đã bị trổ sang một cái màu khác, nhìn trông nó không được thẩm mỹ lắm. Còn về cái phần mí này thì cái phần mí này da rất là mỏng và cái kỹ thuật đi của cái người chuyên gia cũ ấy, đấy là đi khá là sâu tay, thành ra là cái mực ấy nó đi vào cái tia máu, nó bị loang lên cái bầu mí, nhìn trông rất là xấu, rất là mất thẩm mỹ đúng không? Vâng, vậy bây giờ em xin mời chuyên gia thực hiện kỹ thuật laser. Và như chuyên gia vừa chia sẻ thì da của chị Tươi cũng khá là mỏng, vì vậy mà cần đến những cái công nghệ laser hiện đại để có thể không làm tổn thương da mà vẫn xóa đi hiệu quả những cái gốc mực. Và như mọi người có thể thấy là tia laser tác động đến đâu thì gốc mực lập tức được nhạt đi đến đấy. Tuy nhiên thì đây chỉ là mực trên bề mặt thôi mọi người nhé. Và khi về nhà thì lớp mực ở dưới da sẽ tiếp tục được đẩy lên và chúng ta lại sẽ tiếp tục liệu trình xóa mày sau từ 7 đến 10 ngày. Một thời gian rất là ngắn thôi. Và quá trình laser thì như mọi người thấy cũng rất là nhẹ nhàng. Thì không biết chị thấy thế nào ạ? Chị thấy cũng bình thường. Vâng. Không đau rát khó chịu gì đúng không ạ? Nói như mọi người có thể thấy thì tia laser chỉ tác động đến gốc mực thôi, không làm tổn thương da của khách hàng, cho nên là trong quá trình làm sẽ không cảm thấy đau rát hay khó chịu gì nhiều. Hơn nữa là trước đó cũng khách hàng cũng đã được ủ tê rồi, cho nên là cái quá trình sẽ diễn ra nhẹ nhàng hết sức có thể. Và rất nhanh thôi, chuyên gia của chúng tôi đã xóa xong lông mày rồi. Và bây giờ thì chuyên gia sẽ tiếp tục là liệu trình xóa mí. Thì chuyên gia có thể chia sẻ cho khán giả một chút là cái xóa mí thì có khác gì so với xóa lông mày không ạ? Cái vùng mí của chị ấy thì da nó khá là mỏng, vì thế nên là cái thời gian để mà hút quay trở lại ấy, nó cũng sẽ phải dài hơn. Mày thì có thể 5-7 ngày chị có thể qua hút được rồi, nhưng mà mí thì chị sẽ phải nghỉ ngơi 2 tuần. Vùng da này nó rất là nhạy cảm. Và với vùng da mí thì cảm giác cũng có thể là châm chích hơn một chút so với da lông mày. Và với xóa mí thì mọi người yên tâm là laser Picomax ở tại DK sẽ không làm ảnh hưởng đến thứ nhất là lông mi, thứ hai là thị lực của khách hàng. Vì cái điều này thứ nhất là đòi hỏi về công nghệ laser phải hiện đại, thứ hai là đòi hỏi về kỹ thuật và tay nghề chuyên gia cũng phải đi cái tia laser để không làm tổn thương đến mắt của khách hàng. Và không biết với cái vùng da mí này thì chị thấy sao ạ? Vừa rồi em thấy chị rất là lo sợ. Vâng, nó sẽ châm chích hơn một chút. Chị cứ tiếp tục đi ạ. Mình xóa nhanh thì chị ấy sẽ bớt cái cảm giác khó chịu lại một chút. Và hiện tại thì liệu trình laser ở tại DK đang được giảm ngay 20%. Ngoài ra nếu mọi người dùng chung combo xóa sửa lông mày, xóa sửa môi hoặc xóa sửa mí thì sẽ được giảm thêm 5% nữa. Vì vậy ai mà có tình trạng mí và lông mày đã làm lâu này, môi đã làm lâu này, cái gốc mực nó bị thâm sỉn, gốc mực bị trột xanh, trột đỏ hoặc là bị loang thì mọi người hãy gửi tình trạng qua fanpage của DK để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi tư vấn. Cũng như là mọi người có thể đặt lịch qua hotline 0912 310000. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt mọi người ạ.